Cũng giống như là nhiều tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, thời điểm hiện tại tỉnh Sơn La đang bước vào đợt cao điểm khô hanh. Nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, nhất là đối với những diện tích rừng đã bị thiệt hại do băng tuyết xảy ra vào đầu năm. Hiện nay thì tỉnh Sơn La đang khẩn trương áp dụng những biện pháp phòng chống cháy rừng. Ghi nhận sau đây tại rừng đặc dụng Tà Xùa, một trong những khu vực có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Sơn La. Rừng đặc dụng Tà Xùa có diện tích 17.650 ha, nằm trải dài trên địa bàn hai huyện Phú Yên và Bắc Yên. Để tình trạng cháy rừng không tiếp tục xảy ra trong mùa khô hanh năm nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa đã chủ động tuần tra, bám nắm địa bàn, kiểm tra những diện tích rừng xung yếu, có nguy cơ cháy cao, những khu vực có đông người qua lại, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Cũng đã bố trí, một là phân trực 24/24 giờ, hai nữa là anh em phân công xuống cơ sở để tuyên truyền vận động bà con nhân dân đốt nương giấy đúng giờ giấc. Hai nữa là thường xuyên đi phân công anh em đi vào kiểm tra trong cửa gió, cửa rừng để kiểm tra người ra vào rừng không có mục đích. Hiện nay tỉnh Sơn La có gần 600.000 ha rừng, độ che phủ chiếm trên 42%. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã chủ động phối hợp với các xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các khu vực dễ cháy. Duy trì hơn 2.800 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng cơ sở, chủ động ứng phó khi có cháy rừng xảy ra với phương châm 4 tại chỗ. Xây dựng các cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng đối với từng khu vực một. Trong cái bản đồ trọng điểm cháy, những khu vực nào dễ cháy xảy ra thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái phương án riêng. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương chủ động xử lý thực bì, đốt trước có kiểm soát, làm giảm vật liệu cháy ở các khu rừng dễ cháy, làm mới, tu sửa đường băng cản lửa. Các công trình phòng cháy chữa cháy rừng ở các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao.